Vâng, xin chào khán giả của kênh YouTube Tạp chí Bóng đá. Vâng, thưa các bạn, tôi đang có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài và trong sáng nay ngày 5 tháng 6, chúng ta sẽ cùng tiễn các cầu thủ đội tuyển bóng đá nước Việt Nam, tiễn thầy trò huấn luyện viên Mai Trung lên đường sang New Zealand tham dự vòng chung kết World Cup 2023. Và trong chuyến đi này, hành trang của Huỳnh Như, Thanh Nhã và các đồng đội sẽ là những gì? Hãy cùng mình khám phá các bạn nhé. Chuyến bay của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu dự kiến khoảng 12 giờ 35 trưa nay. Tuy nhiên thì ngay từ tầm 8 giờ 30, chiếc xe chở các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài. Cao thủ đến sớm một chút để làm thủ tục cũng như là có thêm thời gian nghỉ ngơi và cũng đề phòng trường hợp có thể như là quên cái gì đó. Người bước ra đầu tiên là huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chúng ta thấy được là huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ hôm nay đã mang một hình ảnh rất là khác lạ, một hình ảnh rất là sang trọng của những người được đi World Cup. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ của mình đã mặc trên mình những bộ vest được các nhà thiết kế đặt riêng cho đội tuyển Việt Nam. Một hình ảnh rất là đẹp của chúng ta trước giờ lên đường sang New Zealand. Các cầu thủ chúng ta hôm nay không chỉ là những người hùng mà còn rất là đẹp với những bộ vest sang trọng. Tất cả đều đang có tinh thần rất là phấn khởi trước khi tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý của mình là những người tiến vào trong khu vực làm thủ tục đầu tiên. Đương nhiên rồi, trước mỗi chuyến đi chúng ta đều thấy bác Trung luôn là những người vào trong khu vực làm thủ tục sớm nhất để có thể tìm hiểu cũng như là xem là các học trò của mình có gặp vấn đề gì không. Và trước khi tiến vào bên trong thì đội tuyển nữ Việt Nam đã chụp một bức ảnh lưu niệm bên ngoài sân bay với đầy đủ ban luyện và các thành viên của đội tuyển tham dự kỳ World Cup 2023. Huấn luyện viên Mai Trung đang tiến vào khu vực sảnh làm thủ tục. Và trong quá trình đi thì rất nhiều người hâm mộ đã nhận ra huấn luyện viên Mai Trung và xin huấn luyện viên Mai Trung được chụp một tấm hình lưu niệm.
Và đây là các cầu thủ của chúng ta đang tiến vào bên trong khu vực sảnh làm thủ tục. Một hình ảnh hết sức trang trọng của các cô gái, những người hùng dân tộc Việt Nam. Và không hề thiếu, ngoài những cái dụng cụ tập luyện mang sang New Zealand thì trong hành lý của các cô gái Việt Nam còn có những món ăn vặt rất đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Như các bạn thấy trên màn hình là một túi bánh tráng này, xen kẽ là một túi bánh đa, những món ăn rất là dễ ăn. Như các bạn đã biết thì mặc dù những năm gần đây cái việc dinh dưỡng của đội tuyển Việt Nam và bóng đá nữ đã được nâng lên, tuy nhiên thì cũng phải nói rằng là không chỉ riêng cao thủ nữ mà rất nhiều các vận động viên của thể thao Việt Nam khi sang nước ngoài cũng thường xuyên gặp phải vấn đề là khó thích nghi với đồ ăn ở nước sở tại. Và việc mang những cái món đồ như là bánh tráng hay bánh đa này cũng là một cách để giúp cao thủ thi thoảng có thể cải thiện bữa ăn, cũng như là lưu giữ lại một chút hình ảnh quê hương để làm động lực cho những cái hành trình và những cái trận đấu sắp tới ở vòng chung kết World Cup 2023. Trước khi khép lại video thì mình xin gửi đến các bạn một thông tin về chuyến bay của tuyển Việt Nam. Chuyến bay từ Hà Nội tới New Zealand sẽ chia thành 3 chặng. Chặng 1 là quá cảnh tại Singapore, chặng 2 là từ Singapore tới thành phố Auckland của New Zealand, và sau đó là từ Auckland tới địa điểm thi đấu của tuyển Việt Nam. Đó sẽ là chuyến bay nội địa. Một lần nữa xin được chúc cho thầy trò Nguyễn Mai Trung sẽ có được một giải đấu thành công. Và những hình ảnh vừa rồi cũng thay cho lời kết trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh YouTube.